Xin chào tất cả các bạn đến với kênh guitar dành cho người bận rộn của Quỳnh Vũ Kỳ Tay Văn Cầm. Và hôm nay thì Kỳ sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh dây đàn guitar trên tuner. Và mình sẽ cài đặt cái tuner này trên điện thoại để khỏi tốn cái giảm bớt cái chi phí để mua cái tuner này. Tại vì mua ở ngoài nó không để hết gần cái 100.000 cái rồi. Và cái thứ hai là Kỳ muốn hướng dẫn các bạn sử dụng cái metronome. Đây là một cái máy cơ. Thì mua cái máy này thì cũng hơi bị đắt tiền đấy các bạn. Nó nếu mà cơ của Nhật thì rơi vào khoảng 1.500.000, 1.200.000 một cái. Nếu mà cái máy của Trung Quốc thì nó đã rơi vào khoảng trên 600.000 là mình đã có một cái. Nhưng mà Kỳ cũng chỉ hướng dẫn các bạn để cài cái metronome này trên điện thoại luôn, để cũng giảm bớt chi phí cho mình. Tại vì để đầu tư, để học đàn guitar là đã phải tốn mua cây guitar, rồi mua giáo trình, bỏ thời gian học. Mà đã vậy còn mua thêm mấy cái lặt vặt này tốn tiền nữa. Sau này còn thêm gì nữa các bạn, cabo. Thì các bạn cũng phải mua một cái cabo để xài. Rất là tiện dụng nhé. Trước khi Kỳ hướng dẫn cho các bạn chỉnh dây đàn trên tuner, thì Kỳ sẽ có một số điểm lưu ý thế này. Đó là về ký hiệu của nốt nhạc theo ngôn ngữ của quốc tế. Thì đầu tiên Kỳ sẽ có nốt La. Rồi viết lâu ngày cũng hết một luôn rồi. La, Si. Nhớ các bạn. Đô, Rê, Mi, Fa và Son. Sở dĩ Kỳ viết nốt La đầu tiên, tại vì trong 7 nốt nhạc này, nốt La là nốt được tìm ra đầu tiên, chứ không phải nốt Đồ. Mình học từ lớp 1 tới lớp 9 thì cứ vào là cứ Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đô. Nhưng mà quốc tế thì nó sẽ tính từ nốt La, tại vì nốt La là nốt được tìm ra đầu tiên. Họ tính bằng cái biên độ dao động của đồng hồ quả lắc. Đúng 440 dao động trên một giây thì chắc chắn là nốt La. Nghĩa là đồng hồ quả lắc nó sẽ lắc đúng 440 cái trong một giây đồng hồ. Thì nó sẽ tạo ra một cái âm thanh y đúng cái tần số của nó. Thì người ta sẽ cho nó là nốt La. Và người ta ký hiệu nó là âm A. Rồi họ dùng các công thức mà chúng ta học, ví dụ lên trên lớp 10, lớp 10, 11, 12 thì các bạn có hay gặp cái trường hợp là lóc. Lóc A trên B, rồi ôi xôi tùm lum nhức đầu lắm. Tính những cái này, sau đó ra một cái con số, thì từ đó người ta sẽ tìm ra 6 cái nốt nhạc còn lại. Thì vì thế người ta sẽ ký hiệu La là ký hiệu là âm A, Si là B, C, D, E là mi á, E, F và Re. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, A, B, C, D, E, F, Re. Rất dễ nhớ hả các bạn ha. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, A, B, C, D, E, F, Re. 6 dây buông của guitar mình sẽ là Mi, La, Re, Son, Si, Mi. Thì Mi nó sẽ ký hiệu là âm E. Mi, La, Re, Son, Si, Mi. Từ dây số 6 về dây số 1 thì nó sẽ là Mi là E nè, La là A nè, Re là D, Son là Si, Si là B và Mi là E. Mi, La, Re, Son, Si, Mi, E, A, D, G, B và E. Thì trên cái tuner của mình, họ sẽ ký hiệu quốc tế. Tại vì không phải của Việt Nam sản xuất, nên không có M, I, Mi, R, R, R ở đây được. Ký hiệu quốc tế hết. Kỳ sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Và bây giờ Kỳ hướng dẫn các bạn sử dụng tuner chỉnh dây đàn guitar nha. Đầu tiên các bạn sẽ kẹp vào cần đàn. Mình sẽ giữ lâu một xíu.
cái spinner này các bạn có thể xoay được. Đó, xoay tới xoay lui theo ý mình. Miễn sao mình thấy được cái màn hình của nó thì thôi. Rồi mình sẽ xoay thế này để các bạn dễ thấy nhất nha. Giữ lâu một xíu để mở màn hình nè. Thì màn hình đầu tiên nó sẽ hiện ra chữ chữ C. Tức là chế độ chỉnh được cho tất cả các nhạc cụ dây. Tại vì nó có dấu, dấu hóa, có thăng và có dáng. Thì kỳ đem ví dụ Not Me thì reo dây số 6. Số 6 nha. Nốt mi là nốt chuẩn của dây buông số 6. Thấp hơn mi sẽ là rê thăng, nghĩa là xuống nửa cung. Đó, các bạn thấy dấu thăng chưa? À, cái phần và dấu thăng và dấu dáng thì về sau kỳ sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn ha. Tiếp tục, dưới rê thăng là sẽ là rê. Có nghĩa nó không phải là đồ rê mi fa sol la si. Nhưng mà nó có nguyên tắc của nó, nghĩa là có quy luật cung và nửa cung. Mi lên pha là nửa cung, si lên đô là nửa cung, còn toàn bộ còn lại là một cung. Cái phần này thì Kỳ sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Thì ở đây nó rê nó sẽ không có lên mi liền, mà rê nó sẽ lên rê thăng. Rồi rê thăng nó mới lên nốt, nốt mi. Cây kim chính giữa và hiện màu xanh lá cây là chính xác. Tiếp tục, dây số 5, mình reo dây số 5. Nốt la đang chưa có tới nè các bạn. Nó đang thấp nè. Thì mình sẽ cứ dặn theo chiều kim đồng hồ dặn lên. Xanh lá cây là chính xác. À. Một điểm chú ý nữa là các bạn phải nhớ được cái khóa của dây nha. Dây 6 sẽ là khóa số 6 nè. Dây 6, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2 và dây 1. Dây nào là khóa nấy à, các bạn đừng có dặn cái khóa này mà lại đánh cái dây dây khác là nó bị đứt dây nha. Rất là dễ bị đứt dây. 6, 5, đúng rồi, 4. 4 là rê, chữ D chưa tới nè các bạn. Các bạn dặn lên nha. Cứ lên, dặn, tự tin lên. Không gì cả. Xanh lá cây là chính xác. Dây 3, son, ký hiệu là G. Nó đang bị lố rồi, nghĩa là cao hơn. Mình sẽ xả dây về. Cùng chiều kim đồng hồ là lên. Ngược lại là xả về. Cứ canh làm sao cái cây kim nằm chính giữa và xanh lá cây là chính xác. Tay phải các bạn không ngừng reo dây. Tại vì nó có một cái micro nhỏ nằm bên trong này nè. Chưa tới tại vì Kỳ nhìn ngược. Chính xác nha các bạn. Tiếp tục, B là C nè, chưa tới nè. Xanh lá cây, chính xác. Mi chưa tới, mới rê thăng thôi, thiếu nửa cung, lên. Xanh lá cây. Rồi, chính xác, kiểm tra lại lần nữa nha các bạn. Tại vì dây ni lông nó thường hay nó bị giãn lắm. Mi số 6 chính xác là 5. Chính xác. Rê chính xác. Son thăng rồi, lố rồi. Đây, chính xác, son. Mình cứ nhìn ngược các bạn. Tiếp tục, C. Chính xác, mi. Mi là rê son si mi. Chính xác rồi các bạn nha.
chế độ thứ hai trên tuner của mình. Bấm tiếp nha các bạn. Đó, nó hiện ra chế độ thứ hai là chế độ G guitar. Thằng này nó sẽ mặc định cho mình luôn dây luôn. Đánh dây số 6, thì dây số 6. Thì nó sẽ hiện ra số 6 cho mình luôn. 5 4 3 2 1 chưa tới nè. Ok nha các bạn. Tiếp tục chế độ thứ 3 là chế độ B guitar bass. Các bạn nào xài guitar bass các bạn sẽ sử dụng chế độ này. Tiếp tục V là violin, violon đó các bạn. Tiếp tục U là ukulele, là cây đàn mà nhỏ xíu mà 4 dây đó các bạn ha. Rồi, trong phần guitar của mình sẽ tập trung vào hai chế độ, đó là chế độ C có dấu hóa thang dáng. Thì các bạn phải biết về nhạc lý thì các bạn mới sử dụng cái chế độ này được. Còn bình thường thì các bạn cứ xài chế độ G guitar chuẩn đã mặc định sẵn 6 dây đàn guitar rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ giữ lâu một xíu là nó sẽ tắt. Mình vừa hướng dẫn các bạn sử dụng tuner trên guitar khi các bạn có tuner. Rồi giờ trường hợp mà thủ công thì sao, các bạn không có tuner thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh dây đàn guitar như sau. Đây là thủ công ngày xưa nè. Đầu tiên các bạn lấy dây số 1 làm chuẩn, có nghĩa là họ sẽ lấy dây chuẩn từ organ, từ keyboard đó, hay là piano, để họ làm chuẩn nốt mí. Sau đó họ sẽ so dây số 2 với lại dây số 1, thì họ sẽ so vào ngăn số 5. So số 2 với số 1. Cho nó bằng nhau. Ví dụ dây số 2 đang thấp hơn, các bạn nghe mi 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 mi, một nốt thấp một nốt cao, mi mi thì mình sẽ lên làm sao cho nó bằng mi mi, chưa tới. Nha các bạn. Tiếp tục. Thứ hai, so dây số 3 với lại dây số 2 thì họ sẽ so vào ngăn số 4. Si 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 si, cho nó bằng nhau. Hả? Nghe với chuẩn. Nhưng mà tất nhiên thì nó không bằng cái máy rồi. Hả? Nghe chỉ được khoảng trên 90% thôi. Hả? Không chứ không, nó không chính xác lắm. Tiếp tục. Dây số 4 thì họ sẽ so ngăn số 5. So dây số 4 với lại dây số 3. Son 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 son. Ví dụ thấp hơn hay cao hơn đi. Các bạn nghe. Son 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 son. Thì nó cao rồi mới xả dây về. Vẫn son 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 son. Son 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 chưa tới. Son 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 son. Ok, bằng rồi nha các bạn. Tiếp tục. Dây số 5 thì họ sẽ so với lại dây số 4 cho nó bằng nhau. Rê 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 rê. Và dây số 6 so với dây số 5. La 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 la. Mi mi la la rê. Đây là cách chỉnh thủ công. Xưa mà chưa có điện thoại rồi chưa có tuner ha. Xài chỉnh thế này thôi, chỉ làm dây, lấy dây số 1 để làm chuẩn. Sau đó mình sẽ so dây số 2 với dây số 1, bấm vào ngăn số 5. Tiếp tục so dây số 4 với lại dây số 2,
sorry, so dây số 3 với lại dây số 2 ngăn số 4. Dây 4 với 3 ngăn 5, 5 với 4 ngăn 5 và 6 với 5 ngăn 5. Chỉ cần trừ dây số 3 là ngăn 4 thôi. Kỳ vừa hướng dẫn các bạn sử dụng tuner và cách chỉnh thủ công trên guitar. Và bây giờ Kỳ sẽ hướng dẫn các bạn tải cái phần mềm chỉnh tuner trên điện thoại. Các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vào App Store. Các bạn đánh chữ tuner. Thì nó sẽ có đây, Guitar Tuner. Các bạn thấy không ạ? Rồi các bạn chọn nó và tải về nha. Thì sau khi Kỳ tải về xong thì màn hình giao diện nó sẽ như thế này. Các bạn thử reo dây nha. Dây số 1. Đó, mình sẽ di chuyển cái thanh này nằm chính giữa và nó xanh lá cây đậm á. Giờ không là chính xác. Dây số 2. Dây số 3. Xoáy vào lại. Dây số 4. Chưa tới nha các bạn. Rồi, chính xác rồi nhé các bạn. Kỳ vừa hướng dẫn các bạn tải phần mềm tuner chỉnh dây đàn guitar trên điện thoại. Thì tuy nó vẫn còn một số cái hạn chế như bị tạp âm, nhưng các bạn sẽ dễ sử dụng hơn, tại vì điện thoại lúc nào mình cũng mang bỏ theo túi hết à, nên lúc nào cứ trước khi cầm guitar lên thì các bạn chịu khó chỉnh dây đàn lại để cho nó chuẩn. Tại vì mình nghe những cái âm thanh chuẩn từ lúc mới học, thì càng về sau thì mình sẽ nghe được tốt hơn, được chuẩn xác hơn. Chứ giờ mà các bạn cứ nghe bị phô là về sau các bạn nghe phô hết, nó hại mình luôn á. Đây là metronome, máy đánh nhịp bằng cơ. Nó sẽ đánh nhịp thế này. Giữ nhịp đều cho mình. Tốc độ tối đa trên cái metronome này là 208. Thì mình sẽ di chuyển cái thanh sắt này, mình di chuyển lên xuống. Đó, theo tempo mà mình mong muốn. Ví dụ như Kỳ để 132 cho nó đánh. Các bạn thấy chưa? Đó, nhanh chậm tùy theo ý mình nha. Rồi, bên góc phải của nó sẽ có là một cái lên cốt cho cơ. Mình sẽ lên cốt. Khi lên cứng thì máy này nó sẽ đánh khoảng cỡ 10 đến 15 phút thì nó mới ngưng. Tiếp theo là cái một cái thanh sắt thế này. Các bạn có thể rút ra rút vô được. Thằng này chính là nhịp. Cái này nó có sĩ số, có số 0. Số 0. Số 2 là nhịp 2 4. Số 3 là nhịp 3 4.
Số 4 là nhịp 4-4. Số 6 là nhịp 6-8. Hết. Ví dụ kỳ đánh nhịp 4-4 nha. 4-4. Thì số 1 nó sẽ kêu một cái con tiếng vang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, đó. Các bạn nghe không? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn muốn chậm hơn thì các bạn giữ nó lại. Rồi, đẩy nó lên. Ví dụ chỉ đánh 100 đi ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi, nhanh chậm tùy theo ý mình. Kỳ đánh thử coi nhanh nhất rồi. 208 xuống hết đất luôn. Đây. Nó đánh sao nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 chậm thôi, nhanh quá mình đánh 80 thôi. Ví dụ 1 2 3 4 Mình vừa hướng dẫn các bạn sử dụng metronome, máy đánh nhịp bằng cơ. Và bây giờ Kỳ sẽ hướng dẫn các bạn tải phần mềm metronome trên điện thoại nhé. Các bạn cùng xem. Các bạn vào App Store. Rồi mình sẽ ghi chữ là metronome. Metronome á. Rồi mình sẽ chọn Pro Metronome. Metronome. Rồi các bạn nhớ bấm tải về nhé. Sau khi tải về xong thì Kỳ sẽ mở. Thì nó ra màn hình giao diện như thế này. Cái gì đây? Thôi không quan tâm. Rồi. Các bạn có thấy chưa tempo mà. Tempo mình sẽ chọn tempo nhé. Là tốc độ. Mình muốn set bao nhiêu cũng được. Ví dụ như là tốc độ chậm nhất là mình sẽ đánh tầm khoảng 5-60, dù 80. Set. Bấm play. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Ví dụ Kỳ muốn set 102. Chọn tempo 102. Set. Chọn play. Rất đơn giản đúng không các bạn? 1 1 2 3 4 1 2 3 4. Mình tập đàn cũng thế luôn. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Rồi các bạn có thấy nhịp không ạ? 4 4 4 phần 4 nè. Thì ở trên cái ứng dụng của mình thì ghi 4 phần 4. Nhưng mà trên ký hiệu âm nhạc thì các bạn chỉ ghi 4 trên 4 thôi, không được có phân số. Dạ. Mình sẽ chọn vào 4 trên 4 nha. Mình cứ mặc định cho số 4 ở trên là tử số, số 4 ở dưới là mẫu số nha. Có dấu trừ và dấu cộng.
trừ là giảm tử số, tăng tử số. Nhịp 4/4, nhịp 3/4. 3/4 thì nó sẽ là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nhịp 4/4 sẽ là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bên tay phải sẽ là giảm mẫu số nè, tăng mẫu số nè. Rồi, tạm thời thì mình sẽ xài nhịp 4/4. Bấm play. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rất đơn giản rồi các bạn ha. Tập như thế này sẽ giúp cho các bạn giữ nhịp được cực kỳ tốt và rất là chuẩn. Thế là mình vừa hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Metronome trên điện thoại cũng như là Tuner trên điện thoại. Nó sẽ giúp cho mình giảm được rất nhiều chi phí tới 1.300.000 các bạn nhé. Chứ không mình phải mua máy này tới 1.200.000, máy này hết 100.000 ha. Đó, tiết kiệm được cái gì hay cái đó. Rồi, chúc các bạn học đàn đạt được nhiều thành công và chúc được nhiều sức khỏe nhé.